Chào thấy anh em quay trở lại với kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình. Hôm rồi chỉ quay sơ sơ thôi, bây giờ mình mới về nè. Tại hôm rồi á là còn ở bãi nhà người ta, mình không dám quay. Thứ nhất, cái thứ hai á là người ta bán cái bơm chứ bán cái bô à, cho nên lại dở, mình lại không làm gì được. Mình mới nhá sơ thôi. Hôm nay mới đem về tới bãi mình nè. Sơn còn 2 chấm anh em, ốc còn riêng, sơn còn 2 chấm. Nha. Củ đề này mà 94 nha. Đấy. Đây. Đây anh em. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh Phụ Tùng Xe Đạp Máy Công Trình nha. Hôm nay là lên 1k rồi anh em. Cảm ơn người anh em bên cái trang của xe cẩu. Đó là Tăng Đàm Minh. Anh ủng hộ, anh shop bọc cho một cái cho lên 1k luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì mình quay cái máy này là cái này 4D94, không quên 4TN94 nha. 4TN94, con máy dòng mà nè. Con này của con Dosan nha anh em. Con Dosan 55 nè. Ốc đầu. Ốc đầu là nãy mình đút vô, nãy nó ấy rồi mình đút cái cây vô mình quay á anh em. Mình đút mình coi cái máy nó có chạy không chứ. Quay máy nhấp nè, nhấp mấy cái nè. Anh em biết sao, mình phải về từ từ, mình đề, mình chưa có muốn đề nổ thì mình phải làm cái chiêu này, đút cái đó vô đấy. Máy là riêng nha anh em. Mình quay cho nó đủ tua. Máy còn hơi mạnh lắm. Thì khi đến mua là anh em chỉ cần ok là tới là mình cho nổ thôi. Đó. Quá tua. Đấy, cái này là nó bảo vệ cái nắp nè. Rồi, ok. Đủ tua. Nước sơn còn anh em thấy không? Cái nước chấm sơn của nhà thứ nhất. Cái con ốc này là do mình quay nè, hồi nãy nó đen thui à. Thấy không? Nó riêng lắm, cho nên mình quay cái máy cho nên là rồi bắt cái ngay này lại. Từng con ốc một rất là đẹp anh em. Đây, heo đây, heo đồ cái này còn hết. Đây nè. Chuột. Chuột tức máy. Đâu quay quay vàng chứ. Quay hết ra. Thì mạnh lắm. Đồ là riêng từ ngón ốc anh em ạ. Tại vì cái này mình không biết làm sao chứ cái ốc đầu đó. Cái con ốc đầu anh em biết sao không? Cái ông con ốc đầu là mình phải quay cái cuối cùng nó bị trầy nước sơn. Đáng là nãy mình phải nói rằng đệ tử mình là không được phép quay. Được không? DX55 anh em. DX55. 4TNV94. Má này cái dòng này nó gắn được xe cuốc rồi. Được. Nó gắn được xe tải rồi thôi, nó chạy mùa. Đúng rồi, nó không có lẹ. Khi nó gắn xe tải đàng hoàng chạy rồi biết khi nào hơn. Cái mạc nó mờ. Đó, anh em thấy 4TN nè, trên mạc vẫn còn. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em nhớ like cho một like nha. Anh em cần phụ tùng xe đào thì ới phụ tùng xe đào Mấy Công Trình. Số điện thoại là 0907 255 116. Anh em nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ kênh nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi đến giờ này nha. Thank you rất nhiều. Cảm ơn.